Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có một cái mẫu Gundam Metal Build, nhưng mà nó không phải của Bandai mà nó là một cái hãng gì đấy, Metal Mix MM. Là con này là con Barbatos đấy, Barbatos nhưng mà cái vơ gì đấy, cái vơ Garam King gì đấy, vơ Garam King. Đây, Garam King. Mình sẽ unbox nó nhé. Wow, bóc làm đẹp vậy. Hai ba lớp luôn nè mấy bạn. Đóng hộp hơi bị đẹp đấy. Chúng ta lại phải mở tiếp. Thú vị nha. Wow. Giật của chúng ta đây. Đây. Hướng dẫn sử dụng của chúng ta. Kiếm này nọ. Đẹp đấy. Đây chắc là cái đế. Đấy, đúng như tôi nói, đế. Đế cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ mở con này nhé. Đẹp lắm đấy các bạn. Kiếm chúng ta hành vũ khí rất là to nhé, cầm rất là nặng, bằng nhựa nhé. Đây nhân vật của chúng ta đây, Barbatos Garam King. Rất là ngầu, hơi ấm bớm tí, chắc là do bản Metal Build. Khớp thì cũng rất là được. Khung xương bằng kim loại. Thế, đây là khi mình unbox ra thì nó sẽ có ba cái hộp vậy, nên nó ghi nó là A, B và C. A là body của con Barbatos. B là cái những cái phụ kiện như là mấy cái này này, hoa tiễn này này, rồi nhiều thứ khác như kiếm này nọ thì nó nằm ở B. Còn C đó là cái bay. Còn về mà cái nhận xét cá nhân mà đơn thuần của mình về con này nha, đó là mình mới có unbox ra và mình chỉ thử sơ sơ thôi, thì mình cảm giác là con này nó cũng khá là ok. Mình mua con này khoảng 2 triệu thì nó cũng một dạng giống như Metal Build của Bandai vậy đó. Mình cảm giác như nó giống như cái màu trắng này nè các bạn. Màu trắng này nó không được đẹp lắm, nó hơi ngà ngà, không biết là do con mắt mình hay sao đó. Với lại sơn á, khi mà nó sơn những cái chi tiết giống vậy này
thì bên ngoài nó đẹp nhưng mà ở bên trong thì lại bị lem. Mình thấy sơ sơ vậy thôi nha, để mình chơi con này nhiều hơn để mình review thử xem. Mình sẽ thử các dạng đứng này nọ, rồi các dạng kiểu đứng của chiến đấu của con này thì xem như thế nào, để cơ biên độ cơ động như thế nào. Còn về mình thấy là về cái vũ khí của nó thì nó làm rất là đẹp rồi. Vũ khí cây này là cây đại đao của nó, cái kiếm nó rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video đến đây nhé. Mình sẽ làm một clip review về con này sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.